mẹ và con trai 3 tháng tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong. Người phụ nữ mới sinh con được 3 tháng đã cùng người con rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất làm hai mẹ con tử vong. Công an đang điều tra vụ việc. Tới hơn 9 giờ sáng ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ và con trai 3 tháng tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong. Theo đó, hơn 4 giờ rạng sáng cùng ngày, khi người dân đang tập thể dục ở khuôn viên bên tòa F102 của khu chung cư cao cấp nằm trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức thì nghe tiếng động mạnh. Khi người dân chạy tới thì thấy một người phụ nữ nằm bất động bên cạnh một bé trai mới sinh. Ngay sau đó, xe cứu thương và các nhân viên y tế có mặt kiểm tra nhưng người phụ nữ đã chết. Bé trai còn thở nên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng em cũng không qua khỏi. Nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Người phụ nữ là chị NTTT, 33 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hòa, còn bé trai là con của người này, mới sinh được 3 tháng. Chị T vừa sinh đôi một trai một gái, đang sống cùng chồng và mẹ chồng tại tầng 12 của tòa S102. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.